Ô, anh em ơi, giải cuối xong rồi, giải cuối xong rồi nhá. Đấy, chiều cuối cùng rồi, tối nay Bèng bay về rồi. Thì Bèng với Đăng nhá, Đăng đưa đi dạo thêm một vòng thành phố Hồ Chí Minh này, những nơi để làm kỷ niệm anh em nhá. Đây, địa điểm đầu tiên để check in nhá. Đấy, Sinh Độc Lập anh em nhá. Đấy, rất nhiều đây, khu vực cộng luôn. Đấy, nhưng mà vẫn tranh thủ anh em nhá. Đây, Sinh Độc Lập nhá. Đấy, Dinh Độc Lập này, mấy con xe tăng đầu tiên của mấy con xe tăng này đấy, mấy con xe tăng không biết có không biết có tăng cơ 390 không đấy. Địa điểm đầu tiên nhá. Đây, Đăng này. Hello anh em, cùng vé kéo vé ván, cùng xem những địa điểm mình và anh Bèng đã đi được ở Sài Gòn nhá, ở giải đấu lần này. Nhiều lắm. Đây, anh em nhá. Địa điểm đầu tiên Dinh Độc Lập anh em nhá. Lên đường đi những địa điểm tiếp theo nhá, sẽ quay cho anh em xem. Sài Gòn không vội được đâu, đông lắm anh em ơi, đông cực. Đi địa điểm tiếp theo nhá, đây. SH luôn nhá, đấy, SH ý luôn nhá. Vé văn đang bảo trong này nguy hiểm lắm anh em ạ, cho nên là lúc này cất điện thoại đó anh em nhá, bảo vệ an toàn cho tư trang đó anh em ơi. Đấy, lên đường tiếp anh em nhá. Đấy, thu như thế này thôi. Đấy, sợ bị giật điện thoại lắm. Đấy, địa điểm tiếp theo nhá. Hôm nay thời tiết rất là ủng hộ hai anh em luôn, rất là đẹp, đẹp lắm anh em ạ. Tiếp theo là nhà thờ Đức Bà nhá, cảnh đẹp cực, trời mát cực anh em ơi. Đấy, rất là mát. Nhà thờ hôm nay sửa anh em ạ, nhưng mà vẫn chụp ảnh anh em nhá, vẫn chụp một kiểu ảnh. Đấy, sẽ vào làm kiểu ảnh nhá. Chào mọi người. Mọi người ơi, nhà thờ nhá. Hello anh em nhá. Ra một vòng chợ Bến Thành cùng với Vũng Đăng nhá. Đấy, let's go đi vào chợ đây. Đấy, đẹp luôn. Đây thì cái gì cũng có luôn. Giờ ăn gì? Chợ Bến Thành anh em nhá, gì cũng có luôn. Người nước ngoài nhiều lắm anh em ạ. Chưa nghĩ ra là chưa nghe ăn gì nhiều món quá, chưa biết ăn gì. Vừa trái cây anh em ơi. Đầy đủ tất cả lưu niệm các kiểu luôn. Gì cũng có luôn anh em ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ngay lối vào là đồ ăn luôn anh em ạ. Lối vào thẳng là đồ ăn. Sau đó muốn mua gì thì cứ phải no bụng cái đã. Đang đi chợ Bến Thành đây. Chợ Bến Thành đây. Rồi tiếp tục di chuyển nha, đây là đăng này. Đấy. Đi qua bưu điện nhá. Đấy, các đây. Đấy. Đăng review luôn anh em nhá. Đấy. Đang giới thiệu luôn, đây là bưu điện thành phố này. Đây thì trai xinh, gái đẹp, cả tỷ. Đấy. Thả hồ ngậm gái xinh nha. Đấy, xài, bưu điện. Là chụp một kiểu đấy nha. Tuyệt vời. Vẻ vạn. Hôm nào mình sẽ mua một con Vogue Vespa Pro để quay cho nó sướng anh em nhé. Vẻ vạn. Tuyệt vời chưa? Điểm thứ ba nhá. Đẹp lắm anh em ạ. Cực kỳ đẹp luôn anh em nhá. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đồ lưu niệm này. Đấy. Cái hàng đồ lưu niệm. Hôm nay không khí đẹp anh em ạ, trong lành lắm. Đây, tuyệt vời chưa? Thành phố đáng sống đây anh em ạ. Xe đẹp rồi, mũi trần. Mũi trần anh em ơi. Đấy, mũi trần này xài. Vé kêu, vé. Tiếp tục cuộc hành trình nhá. Chúng ta có Dinh Độc Lập, có nhà thờ Đức Bà, có bưu điện thành phố rồi. Tiếp tục nhá. Tiếp tục lên xe mà đi thôi. Vé ván. Đây. Em chơi tối anh đang phải về sớm rồi. Tiếp tục nha, tiếp tục đi địa điểm khác, địa điểm khác nha. Ôi Kylian Mbappe mỏ hung ghê, mỏ hung mét chào anh mỏ hung. Đứng ngay ở trên đường chính luôn anh em ơi, chào mỏ hung phép kéo, phép vấn. Đấy, mỏ hung quách xa lách luôn, khiếp, cái ảnh chả đẹp luôn anh em ạ. Bao giờ mà vùng đăng với AD Bèng được ngồi ở đấy nhỉ?
Đấy, anh mỏ hồng này. Đấy, anh mỏ hồng. Kylian em mỏ hồng. Đấy. Vé kêu. Vé vắn. Tiếp tục, let's go. Mày vào Sài Gòn mặt nổi mụn hết anh em ạ. Nhà lớn thành phố anh em nhá. Đấy. Rồi. Được dừng xe đi bài nhé. Nhạt lớn anh em ơi. Đại lộ danh vọng này. Đấy. Đẹp nhỉ, cái view này đẹp nhỉ. Kylian em ba mỏ kìa. Địa điểm khác anh em nha. Đấy, sông Sài Gòn nha. Lại bến Nhà Rồng này. G số 3 anh em ơi, G số 3. Phố đi bộ anh em ạ. Tối nay sẽ có phố đi bộ nhá. Đẹp chưa anh em ơi. Đây là tòa nhà Tico này. Đây là gì đây? Tòa nhà gì cao vậy? Ôi ôi. Cao lắm anh em ơi. Tuyệt vời anh em ạ. Lại lên xe, lại lên rồi. Đi nhá. Đây là ủy ban nhá, ủy ban thành phố. Sao đây? Ủy ban thành phố này. Đấy. Đây, ủy ban thành phố. Có sen luôn. Xịn luôn, đẹp luôn. Vé kêu luôn. Vé ván. Vé ván. Đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ trường kiểu anh em nhá. Đây. Rồi. Từ trường kiểu. Xoay. Đây. Nhiếp ảnh gia đến. Rồi, lại đi địa điểm khác thôi. Nhiều địa điểm lắm anh em ạ. Có thời gian vào đây mà mỗi ngày đi 2 địa điểm thôi thì đẹp. Đấy, tài khoản khoảng 7 con số nữa thì vé kéo. Vé mát. Rồi, coi thằng đang nó thèm cái gì nhá. Vé mát. Ủy ban thành phố. Đây là có 2 video rồi đấy. Một video, một video dẫn tới là xong rồi. Bye bye, bye bye, bye bye. Địa điểm khác nha. Đến Nhà Rồng nhá. Nơi là Hồ ra đi tìm đường cứu nước. 11 tháng 9 đấy, năm 1911 anh em nhá. Đấy, về Nhà Rồng. Có bài hát luôn đấy.
Đây là qua cái cầu này là sang quận 4 nhá. Thì trường ra trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Mày sao anh em ạ? Đấy, cầm bằng tốt nghiệp mà lại tự sướng các kiểu kìa. Quay ngoài đường vẫn sợ điện thoại, nhìn trước nhìn sau mà nhằm bấm máy anh em ạ. Một góc khác của tòa nhà Techco anh em nhá. Đây. Thấy không? Nhìn chất không? Đấy, chất chơi người chơi không? Đẳng cấp chưa? Bên nhà đồng này. Đấy. Landmark kìa anh em ơi. Đấy, ngọn landmark kìa. Trời ơi. Quá đặc cấp luôn. Nhìn vậy, nhìn trong hình vậy xa lắm đấy anh ạ. Cầu Ba Son. View này cũng đẹp anh em này. View này này. Trời. Đi vào nguyên một tòa nhà. Nguyên nhiều tòa nhà chứ. Đi nữa thì hai anh em đi cùi. Cầu đẹp. Cầu Ba Son. Nhìn xa xa bé bé mà cầu ba làn xe anh em ạ. Em ơi, vào khu phố của nhà giàu nhá. Đấy, lên mắt các kiểu này, lên mắt này. Ôi trời ơi. Quay vậy cho anh em chóng mặt. Đấy, để quay như vậy cho anh em chóng mặt nhá. Đấy, chóng mặt chưa? Ngợp chưa? Say nắng các kiểu nhá. Vào đây nắng không đến đầu luôn anh em thề. Đứng dưới khoảng cách của hai nhà nắng không bao giờ đến luôn. Khu phố của những đại gia. Bật xe đấy. Thôi đi dạo dạo không được. Để bật xe đấy. Em ngợp chưa? Chóng mặt hộ chưa? Anh em chóng mặt hộ chưa? Kìa. Đấy, một rừng đặc sản kìa. Ôi. Vé vãng. À, lên mắt. Ké cái anh em ơi, chứ không vào trong đâu. Vé 4 lít đấy anh em ạ. Anh em ngắm cái view từ trên cầu Ba Son nhá. Đây. Xa xa kia là hòn Landmark nhá. Đây này. Xem view này ai bảo đây là Việt Nam anh em. Đấy, ai bảo đây là Sài Gòn. Châu Âu. Châu Âu giữa lòng Sài Gòn luôn nhá. Đây như sông Sen luôn. Đây. Đây là sông Bạch Đằng này. À sông Sài Gòn này. Đấy, đây Đằng này, đi hết những địa điểm hot rồi. Đấy. Đằng người Bắc mà ở đây cái gì nó cũng biết anh em ạ. Đấy. Đường xã chỗ nào nó cũng biết hết. Đấy. Xa này. Trời ơi. View nó đẹp kinh khủng anh em ạ. Ây, hoàng hôn xuống rồi. Đấy. Oh. Đây anh em ơi. Đấy. Mặt vào đây không hợp khí hậu anh em ạ. Lắm.
nhìn gớm, nhìn gớm cay. Quay vào màn hình. Hello mọi người, lại là Beng đây. Hành trình này hơi buồn một chút anh em ạ. Ra cảng hàng không quốc tế một mình rồi. Đấy. Một mình để trở về trong đêm để có thể tác nghiệp được giải đấu ở Hà Tĩnh, Thạch Hồi ngày mai anh em nhé. Chuyến đi này cũng rất cảm ơn những anh em ở đây đã tạo mọi điều kiện để giúp đỡ. Còn chuyến bay ra thì cảm ơn rất nhiều người anh cực kỳ thiền lành ở Hà Tĩnh đã lo vẽ cho em quay trở lại trong đêm để phục vụ cho mọi người. Sân bay đây anh em ơi, sân bay gần sân nhất nhá. Vào thì rất là hưng khởi và vui vẻ, về thì rất là buồn anh em ạ. Đấy, về thực sự rất là buồn luôn. Đấy, chuyến bay thì sẽ xuất phát vào lúc 9:40, tầm hơn 11:30 thì em mới về đến ngoài anh em nhá. Khá là buồn anh em ạ. Em gái của Beng tiện Beng ra sân bay. Chúc em ở lại thật nhiều sức khỏe và luôn luôn mạnh khỏe. Đấy, Beng đang vào sân bay nhá. Ngày mai thì sẽ tác nghiệp giải Thạch Hồi cho mọi người xem. Video này cũng khá là dài rồi. Những kỷ niệm của Beng tại thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ là trở lại với quê nhà, có thể nói Hà Tĩnh như là quê nhà thứ hai luôn rồi. Cảm ơn những anh em luôn đồng hành và sát cánh cùng với Adi Beng anh em nhá. Mong mọi người luôn luôn yêu quý và ủng hộ. À, sân bay rồi. Để bạn tìm nơi check vé ra anh em nhá. Đây để Beng kiểm tra vé tí đã anh em nhé.